Yellow tinted lenses in a pink gelato. Falling out the window, hit me back tomorrow. Trong thời trang không có bất cứ một chuẩn mực hoặc giới hạn nào. Bạn sẽ được tự do thoải mái sáng tạo phong cách theo sở thích của bản thân. Nếu hiện tại bạn chưa có một định hướng nào riêng cho bản thân mình thì hãy đến với Jenny và chúng ta hãy cùng đến với chương trình Life Friday. Nếu bạn là một cô gái nhẹ nhàng nữ tính, bạn có thể lựa chọn những gam màu nhạt đi kèm giày màu tông xịt tông với trang phục, chỉ cần khác về sắc độ là được. Nếu bạn muốn hướng tới hình ảnh một cô nàng nữ tính có một chút nổi loạn, ta nên chọn màu sắc giày đối lập với trang phục. Đối với trang phục công sở, bạn nên lựa chọn những đôi giày có chiều cao vừa phải, đế hơi vuông để giúp bạn thoải mái suốt một ngày làm việc. Giày wide mảnh là một item không bao giờ biến mất khỏi danh sách những mẫu giày được các quý cô yêu thích. Ankle sharp đặc biệt phù hợp cho môi trường công sở bởi thiết kế nhã nhặn tinh tế, có thể phối cùng đồng phục hoặc quần jeans. Hơn thế nữa, item này còn giúp bạn ăn gian được chiều cao khá là hiệu quả. Màu đỏ là sự lựa chọn số 1 khi bạn muốn tạo điểm nhấn đầy ấn tượng cho trang phục của mình. Nói cách khác, một đôi giày đỏ sẽ thổi bừng sức sống cho bộ trang phục bạn mặc và khiến bạn thêm tươi tắn và sống động. Nếu mặc bộ trang phục nhiều màu sắc thì hãy chọn màu chủ đạo trên trang phục của bạn rồi kết hợp với phụ kiện cùng tông. Đối với trang phục dạo phố, bạn nên nhớ nên chọn những tông màu sáng và nổi bật, đặc biệt là phải phù hợp với chất liệu của trang phục bạn nhé. Đối với những chiếc váy bằng vải mềm, rũ như chiffon, lụa, ren, voan, bạn nên chọn những đôi sandal thanh mảnh, gót nhọn, độ cao vừa khoải, khoảng 7cm nhé. Những đôi giày có chiều cao vừa phải, phần gót mảnh, cùng thiết kế phá cách sẽ giúp cho tổng thể trang phục không bị nhàm chán. Giày mũi nhọn là một lựa chọn hoàn hảo cho các cô nàng khi tham gia dự tiệc. Và hơn thế nữa, một đôi giày mũi nhọn gót đũa sẽ là một lựa chọn hoàn hảo để giúp bạn trở nên thanh mảnh và show ra được những đường cong sexy của bạn trong buổi tiệc ngày hôm đó. Nếu kết hợp với những đôi giày có màu sắc nổi bật như đỏ, xanh coban, hồng sẽ giúp bạn nổi bật tại buổi tiệc. Hoặc nếu đã diện một bộ trang phục nổi bật thì có thể kết hợp với những đôi giày gam màu đơn giản hơn, thiết kế kèm với những họa tiết đính kèm, độc đáo như kim tuyến, đá. Kết thúc buổi workshop ngày hôm nay, Jenny tin rằng bạn đã có rất nhiều sự lựa chọn để chọn ra một phong cách phù hợp nhất. Bây giờ, chúng ta chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình sắp tới với chủ đề Nối bước cùng sao.